Chào các bạn. Tôi cho rằng một số vấn đề sai lầm nghiêm trọng mà những người bán hàng đang mắc phải ngày hôm nay đó là họ nghĩ rằng mình khôn hơn khách hàng. Họ nghĩ rằng họ có khả năng dùng những cái kỹ năng để mà qua mặt khách hàng, dụ dỗ khách hàng, dẫn dắt khách hàng, làm cho khách hàng mất cảnh giác để có thể ra quyết định sai lầm mua hàng của họ. Tôi nghĩ rằng đây là cái nhận thức hết sức là lệch lạc và hết sức là sai của người bán hàng, dẫn đến là cái kết quả bán hàng của bạn chưa cao. Khách hàng của chúng ta là người hoàn toàn có thể khôn hơn chúng ta. Họ hoàn toàn là người có thể trải nghiệm hơn chúng ta. Họ hoàn toàn là người có thể mà khi họ nhìn chúng ta đó, thông qua cái trải nghiệm của họ, họ hoàn toàn có thể nhận ra chúng ta đang thật hay là không thật khi mà trình bày cho họ những cái thông tin. Cho nên khi mà bạn bất kỳ lúc nào có cái tư tưởng rằng mình sẽ dẫn dắt khách hàng sẽ khôn hơn họ là bạn đã sai. Điều cốt yếu trong bán hàng, điều cốt yếu để cho bạn có cái lượng khách hàng tốt, lượng khách hàng đông đảo, lượng khách hàng nhiều, đó là sự trung thực và chân thành đối với khách hàng. Điều gì có thì nói có, điều gì không thì nói không. Sản phẩm của mình có tính năng như thế nào, có chất lượng như thế nào, có điểm yếu như thế nào, có điểm mạnh như thế nào, chúng ta phải trình bày hết sức là trung thực đối với khách hàng. Thì như vậy bạn mới có thể có được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, và họ mới truyền miệng với nhau rằng hễ có nhu cầu mua cái mặt hàng đó thì hãy tìm đến bạn, vì bạn là người trung thực, đã phục vụ họ rất tốt, đã cung cấp thông tin hết sức là chuẩn xác cho họ. Khi bạn trung thực và khi bạn chân thành thì hầu như là bạn không cần một cái kỹ năng gì cả. Nhưng để trung thực, để chân thành thì đòi hỏi một cái bản lĩnh thật sự. Cái bản lĩnh điềm tĩnh khi mà khách hàng từ chối bạn một cách vô lý. Chúng ta hãy lưu ý rằng khi mà khách hàng từ chối chúng ta có nghĩa rằng có thể họ chưa nhận được đầy đủ thông tin. Có thể quan niệm của họ khác với chúng ta. Có thể cách nhìn của họ về cái sản phẩm đó khác với chúng ta, hoặc là có thể họ bị một cái trải nghiệm đau thương trong quá khứ dẫn đến việc là chúng ta lãnh đủ rơi vào đúng cái thời điểm mà họ sổ ra những cái trải nghiệm đau thương đó. Cho nên bạn là người bán hàng, bạn cần giữ được sự tỉnh táo, sự chân thành và phân tích, thể hiện sự cảm thông với khách hàng rằng chúng ta hiểu được những điều mà họ gặp phải ở trong quá khứ và chúng ta có mặt ở đây để khắc phục. Hay nói một cái cách khác là chúng ta có mặt ở đây để chữa lành cái nỗi đau của họ. Nói một cách nôm na là như vậy. Khi mà họ bị phục vụ bởi một cái người bán hàng tồi thì cái hậu quả nó rất là lớn. Và khi bạn xuất hiện đúng vào cái lúc mà họ bức xúc như thế đó thì đương nhiên là bạn lãnh đủ. Nhưng mà bản lĩnh của bạn trong trường hợp này ở chỗ đó là bạn phải là người chữa lành cái vết thương, cái nỗi đau do người khác gây ra cho họ. Hôm nay thì tôi nói bao nhiêu đó để nhắc lại cho bạn nhớ là chân thành và trung thực với khách hàng là điều hết sức là quan trọng. Hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo.